Chào các bạn, ngày hôm qua mình đã làm video chia sẻ đến các bạn cách canh thịt. Thì hôm nay mình sẽ làm video này chia sẻ đến các bạn cách làm nước mắm để ăn với cái món là ram thịt ngày hôm qua cho cái vị nó ngon hơn. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình là một củ tỏi và một trái chanh và hai trái ớt, và sau đó các bạn sẽ lấy củ tỏi ra và các bạn sẽ tách những củ tỏi này ra, tách những cái tỏi này ra, và tiếp theo các bạn sẽ đập cái vỏ nó. Để các bạn lấy cái ruột nó đi và bỏ cái vỏ đó. Và tiếp theo các bạn sẽ băm nó ra thành những cái lát nhỏ mịn nhất có thể. Đó. Và sau đó các bạn sẽ băm những trái ớt này chung với tỏi. Và sau đó các bạn sẽ lấy tỏi này bỏ vào trong cái tô. Và các bạn sẽ chẻ trái chanh này ra, nặng chanh vào trong cái tô đó. Và sau đó các bạn dùng muỗng để vớt những hạt chanh
ở trong cái tô này. Và sau đó các bạn cho một ít bột ngọt vào trong cái tô này, hòa chung với tỏi và ớt và chanh. Sau đó các bạn sẽ cho một ít nước mắm vào. Và các bạn sẽ để ý khi mà nước mắm nó mặn thì tỏi với ớt nó đều nằm ở trên mặt nước. Và các bạn sẽ cho một ít đường vào và các bạn sẽ quậy lên cho nó đều, cho nó tan hết đường, nước mắm, bột ngọt. Như vậy sau đó các bạn sẽ cho vào một ít nước để cho nó giảm đi độ mặn của mắm. Thì các bạn để ý nước mắm mà cho thêm một ít nước vào thì nó sẽ loãng ra và cái màu nó hơi nhạt hơn một chút so với nước mắm lúc nãy mà chúng ta bỏ vào, nó có hương vị đặc. Còn bây giờ nó đã có một ít nước thì nước mắm này, cách mà làm thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau. Thứ nhất là hành, thứ nhất là tỏi, thứ hai là ớt, thứ ba đường, bột ngọt và nước mắm và nước để kết hợp lại tạo thành một chén nước mắm đậm đà. Và nước mắm này đi ăn chung với món thịt mà ngày hôm qua tôi đã làm và chia sẻ đến các bạn. Thì bài hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh này và nhận được chia sẻ của tôi bài tiếp theo. Xin thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.